Xin chào các khán giả của kênh Hậu Trường Bóng Đá. Trong buổi tối ngày 3 tháng 10, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân phụ Saya nhằm chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc tại lượt trận tiếp theo vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Cũng giống như hai buổi tập trước đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn tập luyện vào lúc 19 giờ theo giờ UAE. Trong buổi tập này thì huấn luyện viên Park Hang-seo cho các cầu thủ đổi sơ áo. Đây là một điều khá bất ngờ bởi vì như những lần trước đây đội tuyển Việt Nam thi đấu thường là vào buổi tập trước một ngày diễn ra trận đấu của đội tuyển Việt Nam, thầy Park mới cho các học trò đổi áo. Tuy nhiên khi mà quãng thời gian chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam vẫn còn khá dài thì điều đó lại đến sớm hơn. Không biết là có phải do ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cảm thấy được cái sự quan tâm sát sao của giới truyền thông Trung Quốc trong những ngày qua hay không? Và thực tế thì trong những ngày gần đây, báo chí Trung Quốc cũng đang gây một áp lực không nhỏ tới chính đội tuyển quốc gia của họ khi cho rằng trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ mang yếu tố quyết định tới thành bại của Trung Quốc tại vòng loại này, cũng như ảnh hưởng không nhỏ tới tương lai của huấn luyện viên Li Tie. Trở lại với chuyên môn thì trong buổi tập hôm nay, ngay khi mà chưa kịp vui mừng sau khi Văn Thanh trở lại tập luyện cùng đồng đội thì huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục phải trải qua cơn đau đầu không hề dễ chịu về tình hình lực lượng khi mà Phan Văn Đức phải tập riêng cùng bác sĩ Choi và không thể tham gia buổi tập cùng các đồng đội trên sân. Hiện tại thì vẫn chưa rõ mức độ chấn thương mà Phan Văn Đức gặp phải. Và hy vọng thì cũng như Văn Thanh, Đức còn sẽ sớm trở lại để mang tới sự yên tâm cho huấn luyện viên Park Hang-seo. So với hai buổi tập trước đó thì ở buổi tập này, ban luyện cho các cầu thủ đã đối kháng với nhau. Một đội sẽ mặc áo bib và một đội sẽ mặc áo tập. Có thể thấy là ngay từ lúc này, huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ đang gấp rút hoàn thành những bài tập, những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc vào ngày 7 tháng 10 tới đây. Một trận đấu mà mang tới ý nghĩa cực kỳ quan trọng với chúng ta. Và như thường lệ, sau các bài tập nặng thì các thành viên đội tuyển Việt Nam lại quây quần thành một vòng tròn vừa để nghỉ ngơi, cũng như có những trao đổi với nhau về chuyên môn. Có thể thấy là tinh thần của các cầu thủ lúc này đang là khá tốt. Tất cả đều đang có được sự tự tin và đang rất nóng lòng chờ đến ngày thi đấu. Và đây cũng là những hình ảnh cuối cùng trong video về buổi tập của đội tuyển Việt Nam tại sân Saya tối ngày 3 tháng 10. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.